Bạn đi làm. Anh chào em. Em tên là gì? Em tên là Đồng Văn Thường. Em học tiếng Trung được bao lâu rồi? Em học tiếng Trung được 1 tháng. Em có thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung không? Được. Em giới thiệu đi. Ủa chị sao đi xa? Ủa cha tớ bổng chạm. Ủa cha trai đi ăn sợ. Ủa chị nhảy nơi sự san xuây. Ủa sân cao. Ý bị ba sự sư cung phân. Ủa thì chúng kêu sự cung chi. Ủa có chúng quy đê rồi. Ủa sẽ cung bình. Ý cơ chưa rồi. Ủa hàng mới chiêu ăn. Ủa tờ cha hiểu đèn cơ sung ti chìa mây. Ủa phải hàng ti ơ cơ. Ủa xem lại Thái Quan cung chua toàn kẹn. Quang chung kia thỉnh. Ủa chứ sao hào đâu. Chết xìa. Nhiều mới ở châu gian này. Ủa mới nhiều. Nhiều ở chiều mà. Ủa mới nhiều. Nhiều chu trinh mà. Ủa mới nhiều. Ờ à, dạy như nào. Đứng lên ngồi xuống. Đi đi lại. Rồi chạy nó cao đùi. Rồi kéo áo lên. Quay đằng sau. Kéo cao lên. Cao nữa lên. Rồi kéo hai tay áo lên. Quay lại kéo hai tay áo lên. Bỏ áo xuống kéo hai tay áo lên. Bỏ tay xuống hạ tay xuống. Kéo lên kéo cao lên. Rồi lấy ghế ngồi vào. Ngồi xuống. Đưa hai tay về mày. Quay sau lại. Quay lại. Nắm vào thả ra. Nhanh rồi. Rồi ok. Em biết công việc bên Đài Loan em làm gì không? Em biết rồi. Em có thắc mắc gì về công việc của mình không? Em không. Nếu mà em không có thắc mắc gì thì anh chào em nhé. Vâng.